chào toàn thể cô chú anh chị trên cả nước nha. Lời nói đầu tiên em xin chúc cô chú anh chị một ngày thật nhiều may mắn, nhiều sức khỏe, làm ăn phát tài nha cô chú anh chị. Rất cảm ơn cô chú anh chị thời gian qua đã ủng hộ cho em, và em mong cô chú anh chị tiếp tục ủng hộ. Địa chỉ ở đây là khu vực Bình Dương B, phường Long Tiền, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. Số điện thoại của em là 0918864850, cũng là số Zalo của em tên Kiệt. Hôm nay em có giới thiệu đến cô chú anh chị một số phôi trang và mai, nói chung là tập hợp nha cô chú anh chị. Rồi đây là cây phôi thứ nhất, cây trang đỏ lá nhỏ nha cô chú anh chị. Trang đỏ lá nhỏ nó có cái dáng thế bonsai nha, cắt chi cành đường ra cho nó đều đẹp nha cô chú anh chị. Cái bộ đế nó cũng đẹp lắm nha, nó nguyên một cục nè. Cái này cái bầu nó em bứng cho nó hơi dư chút xíu rồi về em chưa coi lại nha. Cái này nữa ví dụ em có ship cho cô chú anh chị, em coi nhẹ bầu lại xíu cho nó nhẹ tiền phí ship của em nha cô chú anh chị. Đất này nó nặng lắm. Rồi đây là cây thứ nhất, cây trang đỏ lá nhỏ. Rồi em báo thông số cho cô chú anh chị. Chiều cao nó là 50, bay nó là 39. Em đo cái cụm nó là 38. Cốt này em ôm trừ hao đi. Cái này 17 mình tính 15 nha cô chú anh chị. Rồi. Cái đường kính bầu này là nó 45. Cây này dáng thế bonsai đẹp nha. Cái chi tử này mình chừa, mình chơi thì chơi, không chơi thì cắt nó luôn nha cô chú anh chị. Rồi cái này em Zalo với cô chú anh chị là giá là 1.800.000 nha. Em bao ship toàn quốc. 1.800.000. Đây là cây trang đỏ lá nhỏ mã số 2 nha cô chú anh chị. Này em cắt cái phong bonsai lại nha. Cái dáng siêu phong nha. Lọc cho em cô chú anh chị. Lọc ở đây, ở đây lọc ở đây. Ở đây lọc ra nha. Rất đẹp nha. Đế có nha cô chú anh chị, già cây lắm nha. Cốt lớn nha. Này cốt lớn nha. Rồi em báo thông số cho cô chú anh chị. Chiều cao là 77. Cốt ở đây là 20 nha cô chú anh chị. 20 nha, chỗ nhỏ nhất nha. Cái đường kính bầu nó 40. Cái này già cây lắm nha cô chú anh chị. Ở đây nó mình đế còn nữa nha. Đế ở đây còn nha. Về mình cắt cái đế này ra bỏ đi. Cho cái thân nó thoát nhiều hơn. Cái này em chưa có làm. Ở đây còn nhiều lắm nè. Cái đây là quành 20 nha cô chú anh chị. Rồi cái này em giao lưu với cô chú anh chị là giá là 3 triệu nha. Em bao ship toàn quốc. Đây là cây mã số 3 nha cô chú anh chị. Cái mã số 3 này nó có dáng siêu phong hồi đầu nha. Cái cốt cái ở cái cũ nó bự lắm nha cô chú anh chị. Nó nguyên một bệ nằm đây nè. Rồi em cho cô chú anh chị cái thông số. Chiều cao là 60. Nhiều quá. Cũ nó là 34. Cái hoành nó là 12, nó nhỏ nhất nha cô chú anh chị, 12. Rồi cái này em giao lưu với cô chú anh chị là giá 1.200.000 nha. Em bao ship toàn quốc. Rồi. Rồi cái này là cây mã số 4 nha cô chú anh chị, mã số 4 là cây trang đỏ nhung nha cô chú anh chị. Đỏ nhung lá chung. Cái cốt nó rất là lớn nha. Cái củ nó dính liền hết trơn. Đây, cái củ ở đây nó to lắm nha cô chú anh chị. Cái này về làm cốt ra lớn lắm nha. Giờ mình tiễn bỏ mấy cái nhỏ, mình chừa mấy cái lớn ra, giờ mình thấy nó lực cây đẹp lắm. Rồi. Lớn củ lắm nha. Cạnh bên đây là lớn lắm nha. Rồi em cho cái thông số. Cái này cũng hơi khó đo nha cô chú anh chị, thông cảm nha.
chọn mặt dễ dàng nha. Rồi, vị trí nơi đây nó là 23 nha cô chú anh chị. 23 nha. Ôm hết cái cũ của nó là 78 nha. Chiều cao nó là cái thước không hết nha, tính 1m6 nha. Đường kính bầu nó là 60. Bộ này là nó cũng khủng lắm nha cô chú anh chị. Bộ này em giao lưu của chú anh chị là 9.500.000 nha. Em bao ship toàn quốc. 9.500.000. Số điện thoại của em là 0918864880, cũng là số Zalo em tên Kiệt. Mong cô chú anh chị ủng hộ. Đây là mã số 5 nghe cô chú anh chị. Mã số 5 này là chăn đỏ, cũng là chăn đỏ chung nghe cô chú anh chị. Đỏ nhung lá chung nha. Cái này nó nguyên một cụm một bệ nó dính liền với này nghe cô chú anh chị. Em không có moi ra nha. Dính liền hết rồi nha. Nguyên một khối làm với này dữ lắm mà. À. Cái này thường khi là em sẽ tán cho nó thấp lại. Tán thấp lại. Nhưng mà em không tán tại có một số anh em ngoài Bắc á, người ta cũng yêu cầu em là thôi đừng có tán thấp quá. Tán cao cao đi cho khách nào cũng tán thấp về nó tán, còn để cao cho anh em ngoài Bắc người ta chơi. Thì thôi em cũng làm theo cái yêu cầu này của anh em ở ngoài miền Bắc. À, rồi em cho nó thông số. Cái hoành của nó là hoành cũ, nó là hoành cụm nó là 54. Cốt đại diện nó là 11. Chiều cao là 120. Tán ngang của nó là 1m1. Cây này đang xung cây nghe cô chú anh chị. Nó đâm tượng ra hết rồi nha. Tượng ra hết rồi nha. Cái này em cũng bỏ trong kẹt đó, mới thấy mới lấy nó ra. Em giới thiệu cho cô chú anh chị nè. Nó lên hết rồi. Rồi cái cây này em giao lưu với cô chú anh chị là giá là 2.800.000 nha. Em bao ship tàu toàn quốc. Rồi cây mã số 6 này là cây chăn đỏ lá nhỏ nha cô chú anh chị. Chân đỏ lá nhỏ này cái cốt nó to lắm nha. À, cái dáng này là cái dáng phu thê nha cô chú anh chị. Phu thê hay là phụ tử gì cũng được nha. Tại cái cây cái cỡ nó cũng gần bằng nhau rồi. Rồi em cho cô chú anh chị cái thông số. Chiều cao nó là 90. Cái cụm nó là 40. Cái hoành nó là 26. Hoành này là nó 19. Cái đường kính bầu là 42. À, cây này già cây lớn cây lắm nghe của chú anh chị. Cây này còn đế nằm dưới này nghe em không môi nha. Rồi. Cây mã số 6 này em giao lưu với cô chú anh chị là 4.500.000 nha. Em bao ship toàn quốc. Số điện thoại của em là 0918864880, cũng là số Zalo. Em tên Kiệt, còn cô chú anh chị ủng hộ. Đây là cây mã số 7 luôn nha cô chú anh chị. Cây này là chăn đỏ lá chung nha. Đó này là em anh nghĩ là đó này là đỏ nhung nè, bởi vì chủ nhà ta không có biết. Đi. Vì chăn đỏ, nếu mà chăn đỏ mình bình thường á là cái vỏ nó mà nó già cỡ này á là cái vỏ nó sẽ bung ra, da cá sấu. Nhưng mà thằng này nó lớn nó già lắm rồi. Mà nó không bung là đương nhiên là mình nghĩ đến vấn đề là đỏ nhung nha. À. Cái bụi này nó khủng nha.
quả này khủng lắm nha cô chú anh chị. Cái cốt nó rất là lớn. Cái này trong chậu nha. Em bó sơ dừa rồi lại, nhưng mà cô chú anh chị yên tâm nha, không có ảnh hưởng đến cây mình nha. Rồi em cho cái thông số. Em hạ cái cụm nó là 118. Em đo cái thân lớn nhất nha. Thân này từ là 20 ăn lên nha cô chú anh chị. Lớn rồi. Nó khít với nhau nó hơi bị khó một tí. Cái này là 20 nha. 20 là đo chỗ nhỏ nhất có hơn nha. Ây da. Bỏ đâu quá. Đây. 20 nha, hơn nha, mình tính 20 thôi. Là nhỏ nhất nha. Kẹt luôn cái cọng dây luôn rồi. Chiều cao của nó là 65. Dạ cốt lắm nha cô chú anh chị. Rồi cái này em giao lưu với cô chú anh chị là 6.500.000, em bao ship toàn quốc nha. Rồi đây là cây mai vàng nha cô chú anh chị, mã số 8. Này nó hội tụ nhiều cái hay lắm nha. Nó vừa xù 90%, vừa có đế, vừa thú, vừa thơm. Cô chú anh chị nào có duyên sở hữu cây này là ok nha. Đặc biệt là những cô chú anh chị nào thích chơi xù nha. Giá trị cây nó lên cao lắm nha cô chú anh chị. Về là mình thích để ghim thì để, nhưng mà đa số thì xù thì anh em để ghim không à. Còn mày ghép mình chơi hai bo, ghép vô đây hai bo, đen bo là ba bo. Rồi nãy giờ em nói hơi nhiều, cho cô chú anh chị thông số. Chiều cao là 51 nha. Cái vị trí bình thân ở đây là 38. Em đo cái củ đặt nha, củ đặt đó là 69 nha. Củ nở ở dưới này là nó là 79. Cái đường kính bầu của nó là 50. Xù thơm nha cô chú anh chị. Mẫu đế rất đẹp. Rồi cây mã số 8 này em giao lưu với cô chú anh chị là 12 triệu nha. Em bao ship toàn quốc 12 triệu. Đây là cây giấy USA nha cô chú anh chị, con giấy Mỹ nha. Con giấy Mỹ này nó có cái bộ dáng nó cũng hơi dòm, cũng hơi thú một tí nha. Ngực nó ổn nè, nó có 3 múi. Thường mình được sĩ là mình có 6 múi, này nó có 3 múi. Chi cành đóng rất đều ngay về, ví dụ mình muốn chơi bonsai mình cắt lùng lại. Đây đây. Đây. Còn cái chú chị nào thích chơi phong cao thì mình cứ vẫn để nguyên vẫn đẹp nha. Rồi em cho thông số. Chiều cao nó hết dây 1,5 m. Rồi cái vị trí ở đây là nó 50. 50. Cái cũ là 98. Cái đường kính bầu nó là 55. Cây này rất đẹp nha, không tùy vết, không thẹo dít nha cô chú anh chị. Rồi cái này em giao lưu với cô chú anh chị là 7.500.000 nha, em bao ship toàn quốc nha cô chú anh chị. Rồi đây là cây trang mã số 10 nha, cây trang vàng nha cô chú anh chị. Mai. Ố lộn cây mai. Lộn nè. Rồi đây. Nó đã lên xù nách hết rồi nha. Nãy giờ đang làm trang tự nhiên quay qua làm mai cái quên cái mai. Ủa, làm mà trang thì tính trang. Rồi đây là cái củ của nó đặc sệt luôn nghe cô chú anh chị. Củ đặc, củ nở như củ tỏi vậy nha.
đến 24 giờ nghe, đóng bốn mặt hết nghe cô chú anh chị, tại chi đóng đều hết nha, lên xuồng nghe. Cảm ơn 110 nghe cô chú anh chị, chiều cao vị trí này đây nó là 37 nha, vị trí này đây nó 37, cái cũ đặt nó là 55, cái dòng đế nó là 118. Cái này em giao lưu với cô chú anh chị là giá là 3.700.000, em bao ship toàn quốc nha. Số điện thoại của em là 0918 864 880, cũng là số Zalo em tên Kiệt. Đây, mã số 11 là cái máy bonsai lùng lực nghe cô chú anh chị, thành phẩm nha, xù nung đế là quýt 24 giờ đóng bốn mặt luôn, tay chỉ cành là nổi chê. Có cái cây này em chừa lại cho cô chú anh chị nha, thích chuyển thế bay chuyển ra còn không mình tán ngay đây luôn nha cô chú anh chị, tán ngay đây là điều không luôn, tán ngay đây là điều không luôn. Cái này em coi như cái dạng mình chơi tết rồi mình coi lên thôi chứ không có gì đâu nghe cô chú anh chị, là năm nay mình chơi bông là ok. Mặt bông này lớn nha, mặt bông này hai lớp nha cô chú anh chị, 10 cánh, 8 cánh, 9 cánh, 12 có đủ. Chủ nhà nó mặt bông là hai lớp đẹp lắm, bông lớn khít luôn. À, bộ đế rất đẹp nha. À, biết nha. Xù cô chú anh chị ơi, xù mạnh luôn nha. Cái này tương lai xù lên là khoảng một ngoài 2 năm nữa là bít cây nha. Rồi em cho cái thông số. Chiều cao của nó là 120. Cái ngang của nó là 90. Mình đo cái vị trí hiện tại nơi đây là nó 43. À, rồi đo lên cục bú này kìa. 44. Cái bầu đế nó là đụng bầu hết nghe cô chú anh chị ơi. Đụng bầu là mình đo mình hạo là một vết dây này không đủ. Bầu này khoảng tầm khoảng 200. Rồi, bầu này 200 nghe cô chú anh chị. Cái này rất đẹp nha. Bông hai lớp đẹp nha, nhiều cánh xù. Cái này em giao lưu với cô chú anh chị là 17 triệu nha, em bao ship toàn quốc. Số điện thoại của em là 0918 864 880, cũng là số Zalo em nha. Ê, đây là mã số 12. Mã số 12 này là kiển cổ nha, mai vàng kiển cổ, già mà nó xù lên hết rồi nghe cô chú anh chị, xù cây hết rồi nha. Xù 90%. À, cây này là chủ nhà nói cây này cỡ 30 mấy 40 năm rồi, nó có nhiêu rồi nó già không biết sao mà nó lông lớn không biết nữa, kén ăn hay sao. Rồi em cho cô chú anh chị cái thông số. Rồi, chiều cao có 55. Vị trí này đây nó 23 hoành thân, nó giống như là một cái hòn nam bộ vậy đó cô chú anh chị ơi. Cái này nó có cái form là phụ tử nè, 80 quần đế, cái đường kính bầu của nó là 40. Cái này lạ cây lắm nghe cô chú anh chị. Cái này hàng siêu tầm nha. Rồi em giao lưu cái này với cô chú anh chị là giá là 3.500.000 nghe, bao ship toàn quốc. Đây, đây cũng là cây mai vàng dán bay nghe cô chú anh chị. Dán bay mà nó có ba chi lên nha, đủ phút luôn nha. Có một bệt này, cũng như một cái
cái mông gì đó. Quái nghe cô chú anh chị, cây này cây quái nha. Cô chú anh chị nào thích chơi cái phong bay là chơi cây này là ok nha. Lập đây cái đây cái cho em. Đây cái cho em. Đây cái nữa. Rồi chơi rất đẹp nha. Rồi cái này em đo thông số cho cô chú anh chị. Định bao giá? 67. Cái này đặc biệt nó lên xù cám này nghe cô chú anh chị. Xù me nghe, xù me. Quanh thân nó 27. Xù me nha. Đế đặt nó là 52. Cái đường kính bầu nó là 38. Rồi, cái này rất đẹp nha cô chú anh chị. Chơi cái phong bay là rất đẹp nha. Đây cái, đây cái, đây cái, đây cái nha, dựng đỉnh lên nha. Rồi, cái này em Zalo của chú anh chị là 2.700.000. 15 hay 14. Rồi, cái này mã số 14 cây mai vàng nha cô chú chị. Nó nặng quá em khiêng lên không nổi nha. Hai cha con em làm không nổi. Đó không thôi. Không nổi đi. Chắc nổi mà. Thôi đi. Chết à. Rồi. Cây mã số 14 này em cho cái thông số. Chiều cao nó là 2 m. Cây này cái hoành thân nơi đây là nó 47. 47 nha cô chú anh chị, xích xuống còn hơn nữa nha. Cái đế của nó đụng hết bầu nha. Cái đế của nó 200 cô chú anh chị ơi. Đế 200. Cái đường kính bầu của nó là 70. Nó giống như là một cây xanh năm điền vậy nghe cô chú anh chị. À. Giờ nó cổ lắm nha. Rất cổ. Rất cổ. Đặc biệt là nó cũng có lên xù phía trên nách rồi này nghe cô chú anh chị. Mà cái đó là tương lai nó lên xù thôi. Thì mình cứ chơi mình trông chờ nó thôi chứ em cũng không dám báo xù ở đây nó xù luôn rồi nha. Rồi cô chú anh chị tham khảo giùm em. Cái này em quay không nổi. Nặng lắm. Rồi cái này em giao lưu với cô chú anh chị là giá là 12 triệu nha. 12 triệu em bao ship toàn quốc. Cái này mặt bông thì em chưa biết nha. Mặt bông thì chủ nhà nói 6, 7, 8, 9, 10 tùm lum hết đó. Thì hên xui nha cô chú anh chị. Rồi cuối clip là cây mã số 15 nha cô chú anh chị. Cây mai chiếu thủy Trung Nu Gia Đen nha cô chú anh chị. Rồi em đo cái thông số này trước. Cái thông số ở vị trí này đây là nó 64 nha. Chắc đế nó là bệt chảy đều ra tới đây luôn nha cô chú anh chị. Đây rất là thích nha. Nó già cây, nó lâu năm già cây hết rồi. Bốn mặt hết y chang gì đó nghe cô chú anh chị. Cái này là nó được chín dĩa nha. Củ tài nha, chín dĩa củ tài. Rồi chiều cao của nó em Hạo. Chiều cao nó 2 m nha cô chú anh chị. Bông rất là thơm nha. Nó thơm quanh năm. Thơm sáng đêm. Nó thơm chịu không nổi. Nói chung là đẹp cây. Cái bề ngoài nó là nhìn như là cái hình 3D. Nó giống như là một cái khung hình 3D vậy đó cô chú anh chị. Cái này về là cô chú anh chị nào thích cái form này, thích cái kiểu thủy, chọn cái này là ok nha. Cái này là em bao ship 200 km. Cái này nó nặng lắm. Em giao lưu với cô chú anh chị là 9 triệu. Cái này cũng là cuối clip luôn. Cái cuối clip em cũng xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị thời gian qua đã ủng hộ em. Em cũng không quên chúc cô chú anh chị một ngày gặp nhiều may mắn, nhiều sức khỏe và gia đình hạnh phúc nha. Mong cô chú anh chị ủng hộ. Cái điện thoại của em là 0918 864 880 cũng là số Zalo của em tên Kiệt. Em xin cảm ơn.